979 số à, nhân lên nào cộng 80 nhân 2 à. Độ này bùm 1300. Sao ít thế nhỉ? Huyền thoại cỡ bư đi. Huyền thoại cỡ ma bư đi anh em ơi. Lobby mềm vậy ta, cứ mềm không ta. Em chỉ nghe lobby này cũng biết chơi á, quan trọng là bài mình ra. Bạn thấy ông cái tay hot steel nhá anh em nhá, huyền thoại cỡ bự nhá anh em nhá. Hắn ta đòi đấm em chị, đừng má. Yasu chu đêm mà. Xóa xóa cái này, cái xóa xóa vội các anh em ơi. Cái thích kịp băng khuân vào nhá. Một giây ăn băng khuân. Kiếm hắn ta đi em chị. Hắn ta với em chị nãy tìm game cùng nhau mà nhưng mà không gặp. Bịt chú. Gọi bùm disco hai kinin Katarina dắt nhưng mà em chỉ muốn up cấp thôi anh em ơi, em chỉ muốn lên level 4 á, tại vì biết đâu ra được cái đó đúng không, được cái đó đó đúng không, không chuẩn không chuẩn như Lê Dũng không. Bạn thân bỏ mà bệnh bỏ túi đồ siêu hùng à. À, một chút bài đấu đồng quê nữa không anh em? Anh em đã ngán bài đấu đồng quê chưa nhờ? Nói chứ chắc em chỉ lấy cung anh em ơi. Chắc em chỉ lấy cung là một game đấu Flex Xì Xà Xì Xô đi. Như này không? Có thể như này không? Như này không? Ê, đánh chuẩn nha, cái thể đánh chuẩn nha anh em nhá. Có thể gỡ điểm nha anh em nhá. Rậu, rậu. Thắng thông đến hết trận 200k rồi, em chỉ nhận kiểu Nam Nguyễn nha. Thắng thông đến hết trận rồi, ok ok. Tức là game này top 1 không thua trận nào không rồi. Đơn giản nha, đơn giản nha. Đầu tiên là để em chỉ đánh cái ông này nghĩa đã. Ông gọi là T1 Faker này đã. Ê, ông này phát tên nè, ông này phát idol em chỉ. Rồi, để em chỉ đấm đấm ông mày luôn á. Rồi, rồi, quăng lửa ha. Rồi. Ui. Kẹp được cái gì hay hơn không ta? Không có gì hay hơn lắm hay sao á. Nhưng mà chớm chớm cái này một phát là cái đó luôn nhá anh em nhá. Cái đó luôn nhá anh em ơi. Ngọc Anh đã donate 50.000 đồng. Game này top 1.100. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Khả năng khó lắm phải không ạ? Cảm ơn Ngọc Anh nhá, em chỉ nhận kèo nhá. Không khó nha, không khó nha. Thật ra hồi chiều em chỉ là giả vờ. Em chỉ là giả vờ giả vịt trong em. Bây giờ mới thật sự là em kèo. Ui xa. Lobby này thật sự là bổ rồi. Bùm. Ê, thật sự là cái thế Samira nha. Samira ế ế nha. Waka waka ế ế nha. Samira ế ế. Hồng quá hồng quá. Thế này phải là cái thế gọi là đánh một cái bài đấu đẳng cấp hơn em ơi. Con này tốc độ đánh nhanh nè. Quăng quăng bóng bóng liên tục à. Ngày xưa đất xưa ấy có một mẹ công chúa. Cái này đi, cái này tạm đi. Biết phép à? Không. Bài thuật sư đi. Cờ đi phép và bài thuật sư à? Không, cờ đi phép có khi mạnh hơn á anh em ơi. Có khi mạnh hơn nha. Tông rong tông rong tông tông rong. Tông rong ta rong tông tông. Tati đã donate 5.000 đồng. Tôi anh em có đây có phải là chiếu lại của em chưa? Cảm ơn Tati nhá. Chia nửa ổ bánh mì với e chè. Quá cống nghe nhím nhá. Không. Cái thế có một ổ chia nổ thật sự là hay nha. Ế. Bắt đầu từ bây giờ nhá anh em nhá. Một chút không anh em. Tới chơi pro. Tới chơi pro. À, thật sự là cái thế huyền thoại cỡ bự nhá, cái thế nhiều máu cùng điên nhá. Ờ
Em chè lạc lối đã đâu nếp 10.000 đồng. Lên si. Đóng em chè lạc lối nhá. Lên si. Lên si tới chơi. Chưa sủi chắc luôn. Trời nó hoàng phú nha, dạ không có, dạ không có. Chưa chắc em chè like, hứa luôn á. Em chè có thể chăm chỉ đấy, chăm chỉ cái. Sao anh em lại nghĩ chưa mà anh chè sủi được anh em? Chị đó giờ có bao giờ cũng là like tối xong rồi mình chưa ngày xong gì té té đâu ta. Thắng vào 3.1 và 3.3 cộng 200 ca nha e chè. Thua một rau cô tính. Rau 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 cảm ơn Thắng nha, rau. Cung mà rau. Rau quá. Rau xin bằng nhau quá. Thật sự là biết cách chơi đùa nha. Ế ai cần vậy, ai cần được con này hai vậy? Không ai cần nha, thật sự là không ai cần được con đó hai kẻ nha. Vẫn đòi đòi lên, vẫn đòi đòi lên chứ bằng bạc bằng bì. Vậy thì được thôi vậy, được thôi vậy. Cảm ơn Lê Minh Tài cho thằng hội viên anh chị nhá. Để tới hội viên tới chơi ha. Như này nhá anh nhá, như này nhá. Game này mà ra khủng lồ quá nhở. Đúng kiểu game này gọi là nhiều máu tới chết luôn á. Ok chấp phe nhá. Không rì chim, không rì chim nhá. Không phải cái thế rì chim nhá. Ok đếp tốt. Ê, thật sự là tối nay hai cái top 1 nhá. Thật sự là gỡ cho cái chiều nay nhá anh em nhá. Cái thắt căng nhá anh em ơi. Căng thẳng nha, căng thẳng nha. Khủng lồ hóa 145 máu cho cái map này. Chắc chắn là kiểu căng rồi. Green, Green hãy quy đi, quy. Cái gì thế, cái gì thế, may mà chưa ấy nhá. Thôi win cũng được con em ơi, coi như là win đi. Coi như là win cho vui với em nhá. Ê, thật sự là hơi lủng á, thật sự là hơi lủng củng á. Sao cái bài em chị lại thắng được nhờ, ảo quá nhờ. Nhà này em chị thấy lắp đồ cũng nhiều nhiều quá cho nên em chị mới để chứ. Không nhưng mà bài không yếu nhờ. Bài không nó cũng yếu điên á anh em ơi. Bây giờ chính thức là cái thế gọi là luôn 12 ram. Anh em để gọi là đánh gọi là hết steel mà lưu 12 round sau khi nổ hũ chưa anh em? Tức là kiểu như cái lúc mà nó hỏi mình đầu tiên á, xong mình lưu 12 round cơ. Tức là mình bấm nâng tầm cuộc chơi 3 lần anh em. Ê, vết ngon quá nhờ. Ê, con vết này thật sự là ngon nghẻ. Ê, nhặt được seed anh em ơi. À, làm cái hũ 1000 bảy số rồi, top 1 là té nha anh em nhớ. À, tối nay em chỉnh là ngủ ngon luôn rồi anh em ơi. Thật sự là cũng muốn giải quyết cho nó thoải mái hai anh em luôn á. Chạy luôn hay chạy luôn mà. Đó em nhím nhá. Vậy là còn một top 1 nữa là hoàn thành thử thách. Có giờ có giờ. Mình em chơi top 1 rồi. Mình em chơi thật sự top 1 rồi á. Có ông ta phải là đi nhà. Đầu nha, đầu nha em nhá. Hủ nổ trên 1500 số anh chị hấp ngay cho mình về là 5 lít rồi. Dạ yeah. Hoàn toàn là nhận kèo nha anh em nhá. Chỉ là 1500 số mà thôi đúng không? Khó không vậy? Có làm được không vậy? Cứ nhận nhận cho bon bon cái mồm ha. Xong rồi không làm được ha. Mình phải đi ha. Trời ơi, thật sự là đau quá, thật sự là đau đau quá. Thật sự là đau đau quá anh em ơi. Loại cuối thập tử không chè, loại cuối không ra được mấy loại đó anh em ơi. Em chị cũng chưa biết là loại cuối có loại gì hay nữa, nhưng mà chắc là một loại combat thôi. Một loại combat cơ bản thôi anh em ơi. Xem em chị mà tôi chơi từ mặt kim 4 lên lục bảo 4 mà anh chị vẫn còn like hả? Mùi đêm ở trong nhà đội ngũ là gọi ma đến á em chè. Quyền năng, quyền năng, quyền năng là ba cái quyền năng mà anh em. Như này nhá, như này nhá. Phóng lợn viên đã donate 5.000 đồng. Căng gì drama căng gì. Cái drama sự căng thẳng nha. Quyền năng, quyền năng hút kiếm nha anh em nhá. Em chỉ ướm mức đồ đó nhưng mà từ từ lắp anh em ơi.
Đi sợ ít được cầm xịn không mà có có một loại gọi là cơ bản thôi anh em ơi, một loại con bắt cơ bản thôi ha. Em chỉ muốn cái văn bi cảm hứng này á, tầm này mà đếp được luôn anh em ơi. Đếp đếp một hai chết anh em ơi, cái ta đếp đếp cái anh em ơi. Rồi một chết cái đã, hay nhảy nhảy nhảy. Sống lên từ máu à. Rầu 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 rầu. Đủ 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 nhá. Cà 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 cà. Ê, nhà này kiếm súng thật sự là hồi lại nhiều máu nhá, thật sự là không đếp được chiếc mèo nhá. Dạ. Thật sự là không cho đếp à. Dạ. Ừ. 64/19/4 là bao nhiêu? 49/19/3 đi. Là 16.333 à. Dư xăng, dư xăng, dư xăng. Dư xăng không mà cái thật sự là dư xăng không vậy? Kia này nhá anh em nhá, anh chị thấy kia này là khá là giòn vai á, khá là giòn vai anh em ơi. Nhân đã donate 5.000 đồng. Tại nhá anh em nhá, cái này cầm cái này tại nhá anh em nhá. Tôi cầm tại đi. Đầu đi một chết lại hay ho đi con. Hay một miếng hay. Ui nay sướng thế. Ờ cái thứ thay không? Chắc là thay mạnh hơn đúng không? Chắc chắn đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Lên 9 đi em chỉ có, em chỉ có, em chỉ đang tính đó, em chỉ đang tính đó. Hoàng Long đã đâu nhất 10.000. Một cái nữa, một cái nữa. Ui, hãy. Đội Hoàng Long chắc chắn là tập 14 rồi, chắc chắn cái thứ tập 14 rồi anh em ơi. À, có khi là 2.000 số thì cái chứ đùa đâu anh em. Nhưng mà không phải hết steel nhờ. Hết real với kênh là khó 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 khó. Chào anh Trường Văn Đạt nhá. 12 tiếng một cái tập 1 à. Cái chỉ là giấc mơ. Bài chắc chắn là mình phải có một cái giảm hồi máu nè. Người thuê nhà trước đây đã donate 5.000 đồng. Em chè mở rèm ra chào kia cái đi. Năm trước tôi nhảy xuống nay mới bay lên được. Ba Solari không? Hồng nha, hồng nha, lục nha, lục nha. Như này đi, như này đi. Này số 979 số à. Nhân lên nào, nhân lên nào. Cộng 80 nhân 2 à. Cộng 80 nhân 2 là nhân 2 được cộng 80 nhờ. Nó là cái nào nhờ? Nhưng mà cái này, cái này, cái anh em ơi, cái này, cái anh em ơi. Rầu, 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 5 máu con bắt nhá, 5 máu con bắt nha anh em nhá. Từ từ nha, em chỉ cần tập trung ở cái đoạn này nha anh em ơi. Tập trung cực độ nè, bùm 1.300, sao ít thế nhỏ. Ha 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 ha. Anh coi này, anh coi này, anh coi này, không được câu chất luôn này, mà chất luôn, mà chất luôn. Có ngọc sau muối nhá. Ác về trời. Ác về trời à, cái gì đấy. Anh chỉ muốn đổi cái lắp tin nhắm này qua cho ông kia đúng không? Chưa cảm giác là nó hợp lý lắm á.
Anh kia tính là tính đuổi cái này cho con Di Hinh không? Con kia này... Mày lúc mà lấy được cái gương thì cho con này cầm luôn nha anh nhầm. VIP luôn á, 2 Threat, 2 là VIP Pro luôn á. Nhầm như này đi, chất an toàn đi. Kia nát được đồ đúng không? Rồi. Nhặt tướng nha anh em nhớ, tầm này nhặt tướng nha anh em ơi. Con Eco đang khá dư đúng không? Nếu mà kịp được con gọi là Sena. Sena thì sẽ là vừa liên xạ vừa chú đêm mà. Chơi game quá 180 phút mỗi ngày sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe à. Nhưng mà em chỉ nghĩ là nếu mà chơi tầm khoảng 180 tiếng chứ không sao đâu ha. Con này cầm cái này đó. Thật sự là muốn ra. Thật sự là muốn ra. Em chỉ nghĩ là mình sẽ roll mạnh mấy con này trước rồi đã. Xong rồi mình sẽ eco lên lên và chính xong. Con Torres này em chỉ nghĩ là nó kéo phải tầm được khoảng 15-16 lần đó anh em ơi. Nhưng mà cái hũ này em chỉ tưởng nó sẽ nhiều hơn chứ không mà. Cái không sẽ là quá nhiều lắm đúng không? Kìa nè. Một. Chắc là đồ thì ngon anh em ơi. Ba cái đồ này quan trọng nha, con này cũng thật sự là ngon nghẻ nha. Cứ thấy ngon nghẻ nha anh em nhá. Ê, kia này bị đấm rồi hỏng rồi. Ê, nhưng con này rất hay nhá. Kia này không có kháng ứng nhá, kia này hắc đồ tốt nhá. Ê, hắc được áo. Áo choàng, áo choàng. Ở chỗ đường chị lắp ngu rồi, tự nhiên em chị quý quý em chị sợ chết em chị lắp ngu rồi. Tí cái này lên 2 cho nó cầm cái này bắn cái kia ra nha anh em nhá. Ờ cái fan vừa rồi quý quá, tự nhiên cái trong này cầm kiếm chứ. Ba sao nhá, ba sao nhá. Ơ nhầm. Rồi full 2 sao nhá. Cuối cùng này cũng không ấy đủ mà thế. Thế bây giờ máy này đổi cái. Nhưng mà kia này lên 2 anh chỉnh là nó cầm cầm máy trong bóng tối á, một chút gọi là an toàn á. Và đó là hai top 1 liên tiếp ha. Và cái thế này và đó là ha, và đó là ha. Yeah. Mua rồi bán á, nhưng mà ví dụ như là con này mà lên 2 thì em chỉ nghĩ là đổi đồ thôi anh em. Chẳng qua là do này không lên 2 chứ nó mà lên 2 thì phải đâu. Nên là nó sẽ gửi được đồ mà. Nhìn thì có vẻ như là không là để là nhìn thì có vẻ như là không để làm gì đúng không? Nhưng mà thật, lại thật sự là không để làm gì rồi. Chắc chắn là nguyên nhà đúng không? Chắc chắn là nguyên nhà mà thôi đúng không? Kìa nè, hãy chứng minh đi nào. Tấn bên ta kêu à. Căng à, căng à. Cô lấy bốc đồ đi, cô lấy bốc đồ đi. Kìa 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 kìa. Kìa 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 kìa. Chuẩn chưa anh em? Có thấy chuẩn như Lê Dũng chưa anh em? Chuẩn như Lê Dũng cho ta. Ê kiếm được tắt ra phớ thế. Chắc chắn là nguyên nhà, chắc chắn là cái thằng nguyên nhà. Yes sir. Con người lao động cọc cằn nhá. Yeah, cái thấy cọc cằn, cái thấy cọc cằn ấy nhá. Yeah.
Bảo đẹp trai để đâu hàng. Bảo đẹp trai để đâu hàng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em xem vừa mới thấy cái gì vậy? Bạn đã gián hạn cái gì vậy? À, không có giỡn nha bộ. Bạn đã gián hạn xuống là cao thủ 831 điểm với đó. Với hai trận top 1 liên tiếp, em trẻ có định đổi title thành hoàn thành nốt thử thách cô. Comment nút cho ca sền nhá.